Những năm đầu của thập niên 2000, với thiếu nhi và giới trẻ thời ấy, ngoài cái tên Xuân Mai hot hòn hòt trên mọi mặt trận, thì bé Châu, tên thật Nguyễn Huy, cũng là ca sĩ nhí được quan tâm không kém. Sinh năm 1997, anh đã chinh chiến mọi sân khấu ca nhạc lớn nhỏ khắp mọi miền đất nước từ lúc chỉ mới là một đứa trẻ 5 tuổi. Sinh ra trong gia đình có cha mẹ làm nghề hát rong, đầu những năm 2000, Nguyễn Huy theo gánh hát gia đình rong ruổi dọc miền Trung vào Nam. Dù sớm bén duyên với cải lương, niềm đam mê thực sự của cậu là nhạc trẻ. Lúc đó, thị trường âm nhạc miền Nam sôi động với những ca khúc nhạc dance có ca từ bình dân. Xem TV, băng đĩa, Nguyễn Huy, lúc này khoảng 5 tuổi, bắt chước vũ đạo, cách hát của những ca sĩ như Nguyễn Phi Hùng, Lâm Chí Khanh, v.v. Cơ may đến khi cậu được mời tham gia với vai trò diễn phụ họa trong một video ca nhạc hai cùng nhiều nghệ sĩ. Video nhanh chóng được một số người làm đĩa lậu in lại. Không biết cậu là ai, giới đĩa lậu tự lấy nghệ danh bé Châu đặt cho em. Nét giản dị, sôi động của bé Châu được khán giả đón nhận nhiệt tình, nhất là lớp khán giả bình dân ở miền Tây. Cậu hát lại những ca khúc nhạc trẻ thể loại dance chủ đề thất tình như Hãy cho tôi, Con tim mù lòa, Trả nợ tình xa. Giai đoạn đỉnh điểm, mỗi ngày cậu chạy khoảng 4 đến 5 chương trình, mỗi show nhận được từ 2 đến 5 triệu đồng. Giai đoạn khoảng năm 2004, người ta đã tung hô bé Châu là thần đồng âm nhạc vì dù rất nhỏ tuổi thế nhưng em đã hóa thân thành những ca sĩ thực thụ, hát những ca khúc với nội dung tình yêu đôi lứa một cách mùi mẫn. Cậu có thể làm chủ sân khấu với những động tác nhảy điêu luyện và dần trở thành hiện tượng được các show diễn quán bar mời đến. Vài năm sau, tình trạng trẻ em hát nhạc người lớn bị lên án và thoái trào, tên tuổi của bé Châu dần mất hút. Sau 17 năm, bé Châu ngày nào đã có nhiều đổi thay nhất định khiến khán giả ngỡ ngàng. Nổi tiếng quá sớm vì cách giáo dục của bố mẹ, đi sâu ngất xỉu cũng không được nghỉ, tuổi thơ không có bạn bè. Thay vì như bạn bè đồng trang lứa, hàng ngày đến trường đi học, bé Châu phải theo bố mẹ di chuyển liên tục ở các tỉnh để chạy show. Dù chỉ là cậu nhóc 5 tuổi, nhưng cách xê của cậu bé này là nguồn thu nhập chính của gia đình. Nhưng chính điều này đã khiến cậu bé rơi vào tình trạng thiếu tuổi thơ. Bên cạnh ca hát, Nguyễn Huy còn có dịp tham gia nhiều tiểu phẩm hài cùng các nghệ sĩ tên tuổi như Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương, Thị Mười. Do đó, khi mới 6 tuổi, Nguyễn Huy đã là trụ cột kinh tế gia đình bằng việc đi hát và đi diễn tấu hài. Hàng ngày, bé Châu đến lớp rồi về nhà lại chạy đi diễn đến tối mịt. 9X từng có khoảng thời gian thiếu ngủ trầm trọng vì lịch trình dày đặc. Những năm ấy, cậu bé chỉ chôn chân mình ở lớp học, sân khấu và trong căn phòng. Ngoài ra, cậu không có bất kỳ người bạn nào và gần như anh không hề có mạng ký ức tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Nhiều năm, bé Châu chỉ biết làm bạn với chiếc máy tính. Cậu có thói quen ở trong phòng một mình, không giao tiếp với ai kể cả cha mẹ. Ngay cả đến giờ cơm, anh cũng nhờ người giúp việc mang vào tận phòng và khép cửa lại. Lối sống khép kín này khiến anh lớn lên mà mất đi các kỹ năng xã hội cần có. Anh không biết chuyện tiền bạc, không biết chăm chút cho bản thân mình ra sao vì trước giờ chỉ có mẹ lo việc đó, rồi sau này là bạn gái. Anh hát ở đâu, phải hát bài gì đều là do một tay ba mẹ anh sắp xếp. Anh từng bị bố mẹ bắt chạy show đến nỗi ngất xỉu vẫn phải biểu diễn. Các xe thu được đều do mẹ anh quản lý. Dần dần, anh trở nên thụ động, thiếu tự tin. Anh chỉ biết răm rắp nghe lời người lớn. Mỗi lần có ý kiến đều bị ba mẹ gạt nhanh và cho rằng anh chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Anh từng cho rằng, ngoài việc dạn dĩ trên sân khấu thì mình còn thiếu nhiều điều. Chẳng hạn, anh từng bị ban giám khảo trong một cuộc thi hát chê không biết dìu dắt bạn nữ khi hát song ca. Anh cho biết, trước giờ mình chỉ biểu diễn solo một mình và bị bối rối khi phải kết hợp với ai đó. Thay bố mẹ đi hát trả nợ, trở thành sao nhí hết thời bị mọi người lãng quên, phải đi làm quán bar. Sau một khoảng thời gian, bé Châu đã giúp bố mẹ tích góp một số tiền lớn để mua một căn nhà rộng rãi, khang trang. Đến năm lớp 10, anh mới được đụng tay vào cát xê của mình khi bố mẹ trích ra 500.000 đồng đưa anh mỗi show diễn. Lúc nổi tiếng nhất, bé Châu cùng người thân sinh sống trong một căn nhà 4 tầng khang trang ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Để tập trung cho việc học và đi diễn, anh không phải làm bất cứ việc gì trong nhà vì luôn có người giúp việc ở bên cạnh để phục vụ. Nhưng bước vào độ tuổi khôn lớn, cái tên bé Châu dần mờ nhạt trong lòng công chúng. Thậm chí, anh từng thử sức ở thị trường hải ngoại nhưng không gặt hái được nhiều thành công như mong đợi. Sau một thời gian, gia đình anh vỡ nợ, anh phải cày sâu cực lực để kiếm số tiền 300 triệu đồng trả nợ cho bố. Anh cũng vướng phải số nợ 70 triệu khi đầu tư cho nghệ thuật. Khó khăn chưa hết, khi năm 2018, anh bị đứt dây chằng trong một lần đi biểu diễn ở tỉnh. Chị ruột và bà ngoại anh qua đời cùng lúc khiến anh rơi vào khủng hoảng. Sau đó, anh cũng chia tay bạn gái, người đã giúp đỡ anh lo liệu mọi thứ trong cuộc sống. Bằng một thời gian, sau khi dư luận bắt đầu lên án việc trẻ em hát nhạc người lớn, cũng như cảm nhận sự yêu thích của khán giả giảm dần, Nguyễn Huy dần lui về tập trung học tập. Thỉnh thoảng, cậu đi hát hội chợ, dự sự kiện từ thiện. Sau đó, cái tên thần đồng bé Châu dường như mất hút khỏi làng giải trí. Tuy gặp nhiều chuyện không may, thế nhưng cậu bé thần đồng ngày nào vẫn cố vực dậy tinh thần để làm lại.
Cô nhận làm nhân viên đặt chỗ cho một quán bar, tuy thu nhập không cao nhưng cũng đủ để anh trang trải chi phí sinh hoạt. Sau đó, anh còn nhận chỉnh nhạc trong studio để học hỏi kinh nghiệm thu âm. Gia đình anh đã tạm ổn sau nhiều sóng gió, từ đó anh nung nấu quyết tâm trở lại showbiz. Vì từng bị đứt dây chằng, thế nên anh cũng gặt hẳn chuyện vũ đạo vốn là thế mạnh của mình để tập trung vào giọng hát. Thay vì chỉ hát ngẫu hứng, anh bắt đầu đi luyện thành cho bài bản và định hướng theo dòng nhạc bolero trữ tình. Tự biết hình ảnh của mình giờ chỉ còn là ký ức trong lòng khán giả, cậu bé năng lượng ngày nào tự động viên bản thân phải trau dồi khả năng. Anh bắt đầu tham gia game show nhiều hơn để khán giả dần nhớ lại mình và có ước mơ thi đỗ vào trường sân khấu điện ảnh hoặc nhạc viện. Mới đây, Nguyễn Huy gây bất ngờ khi tham gia chương trình solo cùng Bolero 2018. Thần đồng âm nhạc Bé Châu một thời được đánh giá là một trong những thí sinh xuất sắc nhất của chương trình. Gần đây, anh muốn thoát mác cái tên Bé Châu đã theo mình suốt một chặng đường dài và muốn khán giả gọi mình với tên thật là Nguyễn Huy. Được biết, trước đó anh từng là sinh viên ngành truyền thông của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đã gác lại việc học tập để tập trung kiếm tiền. Không chối bỏ tên Bé Châu, nhưng Nguyễn Huy không muốn bám mãi vào nghệ danh một thời. Đôi lúc, anh tiếc vì nổi tiếng quá sớm. Danh tiếng từng mang lại cho anh nhiều tiền tài, vật chất, nhưng cũng khiến anh chật vật hơn khi đến với con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh nói, tôi không than trách nghề này bạc bẽo hay bất mãn với quá khứ. Tôi chỉ biết đối mặt với Bé Châu ngày xưa để làm tốt hơn hình ảnh Nguyễn Huy hiện tại. Nghệ sĩ Kim Tử Long cho biết đầu thập niên 2000, anh và Nguyễn Huy từng chạy show chung nhiều lần. Hồi đó, Nguyễn Huy mới 4 năm tuổi nên rất được các cô chú đồng nghiệp cưng chiều. Kim Tử Long từng nhường cho Nguyễn Huy biểu diễn trước, còn anh ngồi trong hậu trường theo dõi vì rất mê phong cách của cậu. Anh xúc động khi hay tin Nguyễn Huy trở lại. Tôi mong tổ nghiệp dang rộng vòng tay để cậu nuôi đam mê ca hát dài lâu, anh nói.